Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, Việt Nam với giá trị của ngàn năm văn hiến, với truyền thống giữ nước và giữ nước vẻ vang, bất khuất, với nền văn hóa phong phú, đề cao sự khoan dung, nền văn hóa Việt, con người Việt, kể cả các món ăn Việt ngày nay được đón nhận nồng nhiệt của bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, mới đây cả thế giới đã phải ngỡ ngàng khi đài BBC bất ngờ đưa tin này về Việt Nam. Được biết, đài BBC là hãng thông tấn quốc gia của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, thu hút hàng trăm ngàn lượt đăng ký thị thực Anh hàng năm. Nhận xét của đài BBC về văn hóa Việt Nam đã lập tức được lan truyền chóng mặt, khiến cho Trung Quốc, một đất nước có nền văn hóa lâu đời và vô cùng phong phú, cũng phải ghen tị. Vậy rốt cuộc, đài BBC đã đưa tin gì về Việt Nam mà khiến cả thế giới ngỡ ngàng? Nền văn hóa Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế như thế nào? Quý vị hãy cùng theo dõi trong video ngay sau đây nhé! Nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam có từ ngàn đời xưa. Đất nước ta là một quốc gia có 54 thành phần dân tộc không giống nhau. Mỗi một dân tộc đều mang một nét văn hóa, bản sắc rất riêng và ấn tượng. Nói về bề dày lịch sử, Việt Nam không kém cạnh gì Trung Quốc, thậm chí là rực rỡ nhất khi trải qua bao thăng trầm của lịch sử. Văn hóa Việt Nam không bị đồng hóa mà vẫn giữ được những nét đặc sắc riêng biệt. Nếu giờ đây Trung Quốc vẫn khăng khăng với tư tưởng của nhà Hán, ôm giấc mộng Trung Hoa bành trướng lãnh thổ, thì Việt Nam đã cho mọi người thấy một nền văn hóa ưa chuộng hòa bình, thân thiện với mọi quốc gia dân tộc. Điều đó một lần nữa được đài BBC khẳng định thông qua một bài đăng khiến cả châu Á ngỡ ngàng, còn Trung Quốc thì cũng có những phản ứng khó tin. Rốt cuộc, đài BBC đã đưa tin gì về văn hóa Việt Nam? Việt Nam là một cộng đồng văn hóa rộng lớn được hình thành vào khoảng nửa đầu thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên và phát triển rực rỡ vào giữa thiên niên kỷ này. Đó là cộng đồng văn hóa Đông Sơn. Như vậy, nói về bề dày lịch sử, Việt Nam không kém cạnh gì Trung Quốc, thậm chí là rực rỡ nhất khi trải qua bao thăng trầm của lịch sử. Văn hóa Việt Nam không bị đồng hóa mà vẫn giữ được những nét đặc sắc riêng biệt. Nếu giờ đây, Trung Quốc vẫn khăng khăng với tư tưởng của nhà Hán, ôm giấc mộng Trung Hoa bành trướng lãnh thổ Việt Nam, đã cho mọi người thấy một nền văn hóa ưa chuộng hòa bình, thân thiện với mọi quốc gia, dân tộc. Theo BBC của Anh, ngày nay, nền văn hóa Việt Nam mới thật sự là một xu thế mới của thế giới. Nhiều tổ chức văn hóa thế giới cho rằng, trái ngược với tâm lý chối bỏ những gì thuộc về Trung Quốc, thì văn hóa Việt Nam đang ngày càng được nhiều nước ưa chuộng và đã tạo ra sức mạnh mềm cho quốc gia này. Nền văn hóa Việt Nam kết tinh từ thành quả lao động, sáng tạo, gìn giữ cho hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Đó là một nền văn hóa đa dạng, phong phú, có sự thống nhất cao về ngôn ngữ, là một tài sản vô cùng quý giá của dân tộc ta. Văn hóa Việt Nam có những nét mang tính đặc trưng phổ biến của văn hóa nói chung và có những đặc trưng riêng biệt, đặc thù. Những đặc trưng cơ bản riêng biệt này được hình thành, đúc kết, bảo lưu, phát triển từ điều kiện địa lý, tự nhiên, lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam. Văn hóa Việt Nam dưới quan niệm là văn hóa dân tộc thống nhất trên cơ sở đa sắc thái văn hóa dân tộc được thể hiện ở ba đặc trưng chính. Đặc trưng thứ nhất, Việt Nam có một nền văn hóa phong phú và đa dạng trên tất cả các khía cạnh. Người Việt Nam cùng cộng đồng 54 dân tộc có những phong tục đúng đắn, tốt đẹp từ lâu đời, có những lễ hội nhiều ý nghĩa, sinh hoạt cộng đồng. Những niềm tin bền vững trong tín ngưỡng, sự khoan dung trong tư tưởng giáo lý khác nhau của tôn giáo, tính cặn kẽ và ẩn dụ trong giao tiếp truyền đạt của ngôn ngữ, từ truyền thống đến hiện đại của văn học, nghệ thuật. Đặc trưng thứ hai, sự khác biệt về cấu trúc địa hình, khí hậu và phân bố dân tộc, dân cư đã tạo ra những vùng văn hóa có những nét đặc trưng riêng tại Việt Nam. Từ cái nôi của văn hóa Việt Nam ở đồng bằng sông Hồng của người Việt chủ đạo với nền văn hóa kinh kỳ, văn hóa lạc xã và văn minh lúa nước, đến những sắc thái văn hóa của các dân tộc miền núi tại Tây Bắc và Đông Bắc. Từ các vùng đất biên viễn của Việt Nam thời dựng nước ở Bắc Trung Bộ, đến sự pha trộn với văn hóa Champa của người Chăm ở Nam Trung Bộ. Từ những vùng đất mới ở Nam Bộ, với sự kết hợp văn hóa của các tộc người Hoa, người Khmer,
đến sự đa dạng trong văn hóa và tộc người ở Tây Nguyên. Đặc trưng thứ ba, với một lịch sử có từ hàng nghìn năm của người Việt cùng với những hội tụ về sau của các dân tộc khác, từ văn hóa bản địa của người Việt cổ từ thời Hồng Bàng đến những ảnh hưởng từ bên ngoài trong hàng nghìn năm nay, với những ảnh hưởng từ xa xưa của Trung Quốc và Đông Nam Á đến những ảnh hưởng của Pháp từ thế kỷ 19, phương Tây trong thế kỷ thứ 20 và toàn cầu hóa từ thế kỷ thứ 21. Việt Nam đã có những thay đổi về văn hóa theo các thời kỳ lịch sử, có những khía cạnh mất đi nhưng cũng có những khía cạnh văn hóa khác bổ sung vào nền văn hóa Việt Nam hiện đại. Một số yếu tố thường được coi là đặc trưng của văn hóa Việt Nam khi nhìn nhận từ bên ngoài bao gồm tôn kính tổ tiên, tôn trọng các giá trị cộng đồng và gia đình, thủ công mỹ nghệ, lao động cần cù và hiếu học. Phương Tây cũng cho rằng những biểu tượng quan trọng trong văn hóa Việt Nam bao gồm rồng, rùa, hoa sen và tre. Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, mỗi dân tộc mang một bản sắc riêng thể hiện qua văn hóa ẩm thực, nhà ở, phong tục, tập quán, lễ hội, tín ngưỡng tôn giáo, tổ chức xã hội, văn học nghệ thuật, trang phục. Đó là những dấu hiệu để nhận biết nhau, giúp hiểu biết về nhau. Trong số đó, trang phục truyền thống là một biểu trưng văn hóa phản ánh sinh động phong tục tập quán, vẻ đẹp và bản sắc riêng của mỗi dân tộc trên mỗi vùng miền đất nước. Trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam gắn liền với quá trình dài lao động, sáng tạo, chứa đựng những giá trị nghệ thuật, lịch sử của từng tộc người. Ngoài ra, áo dài do cả nam lẫn nữ được coi như quốc phục của Việt Nam. Trong các vùng văn hóa, không thể không kể đến không gian văn hóa rộng lớn trải dài khắp đất nước của những lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm tại mỗi ngôi làng nhằm tưởng nhớ tới các vị anh hùng có công với nước, với làng xã, biểu đạt sâu sắc tinh thần gắn kết cộng đồng, đời sống, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa của mỗi ngôi làng Việt. Theo thống kê, nước ta có hơn 6.000 lễ hội dân gian, lưu giữ nhiều tầng lớp văn hóa tín ngưỡng, ẩn chứa hệ tư tưởng đạo lý và triết học. Trong số đó, có các lễ hội tiêu biểu như hội gióng, lễ hội đống đa, lễ hội cổ loa, hội chùa thầy, hội thổi cơm thi làng thi cấm. Nội dung các hội làng thường gắn với tục thờ cúng vị thành hoàng làng. Quá trình thực hiện nghi lễ và các hoạt động vui chơi giúp người dân gắn bó với nhau về tinh thần, có trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều lễ hội phản ánh tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất nước, đồng thời phản ánh đậm nét vai trò của nhân dân, những người sáng tạo, kế thừa và trao truyền các sáng tạo văn hóa vật thể, phi vật thể, chủ nhân chân chính của loại hình di sản này. Phong tục ở Việt Nam có truyền thống lâu đời hàng ngàn năm nay. Nó đã trở thành luật tục sâu đậm và gắn chặt với người dân có sức mạnh hơn cả những đạo luật. Sớm nhất được nhắc đến trong lịch sử là tục ăn trầu có từ thời Hùng Vương, trải qua hàng nghìn năm, người Việt cùng một số dân tộc khác vẫn giữ được tập tục này trong cuộc sống ngày nay. Tục ăn trầu bắt nguồn từ chuyện sự tích trầu cau, để rồi thành biểu tượng cho tình anh em, vợ chồng của người Việt. Theo thời gian, ý nghĩa của tục ăn trầu được mở rộng sang việc giao hiếu, kết thân của người Việt Nam. Cùng ra đời từ xa xưa với tục ăn trầu là phong tục đón năm mới hay còn gọi là Tết. Tết vừa là một phong tục, đồng thời cũng là một tín ngưỡng và cũng là một lễ hội của người Việt cùng một số dân tộc khác. Một số dân tộc khác đón năm mới trong thời gian khác và tên gọi đặc trưng của mình như Chosnam Thamay, khoảng tháng 4 của người Khmer, Kate, khoảng tháng 10 của người Chăm Bà La Môn. Từ Tết Nguyên đán đón năm mới, theo thời gian với những ảnh hưởng từ Trung Quốc, người Việt Nam bổ sung thêm vào những phong tục Tết khác như Tết Nguyên Tiêu, Tết Hàm Thực, Tết Đoàn Ngọ, Tết Trung Thu, Tết Thanh Minh. Bên cạnh đó, ẩm thực Việt Nam cũng là một nét văn hóa đẹp. Đối với những người dân Việt Nam, nên ẩm thực không chỉ để sử dụng trong những bữa ăn, mà nó còn được truyền tải truyền thống và giá trị văn hóa. Điểm đặc sắc và nổi bật của ẩm thực Việt được thể hiện qua từng vùng miền theo khu vực Bắc Trung Nam. Không chỉ lạ miệng với các món ngon độc đáo, ẩm thực của dân tộc Việt Nam thu hút mọi người nhờ sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu và gia vị nêm nếm. Các món ăn như bún chả, phở Hà Nội, mì Quảng, bánh đa cua Hải Phòng, cao lầu Hội An, bánh canh Tràng Bảng, bún bò Huế,
cơm cháy Ninh Bình khiến cho bạn bè quốc tế phải nhớ mãi. Nhận thức Đảng ta về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước ta đã xác định rõ. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững của đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Theo ông Trần Nhất Hoàng, ngay trong thời kỳ chiến tranh, bên cạnh tiến hành đấu tranh vũ trang, ta luôn luôn coi trọng sức mạnh của đấu tranh ngoại giao, sử dụng sức mạnh văn hóa, tính nhân văn và chính nghĩa của Việt Nam để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và chính phủ các nước tiến bộ trên thế giới. Vì thế, trong những năm 1960 đến 1975 của thế kỷ 20, hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên thế giới là hết sức ấn tượng. Ở mọi nơi, cái tên Việt Nam khiến người ta liên tưởng đến biểu tượng của khí phách anh hùng và là lương tri của thời đại. Trong một thời kỳ dài gian khó của đất nước, nhưng chúng ta đã xây dựng được một thương hiệu quốc gia tươi đẹp. Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vì phải tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lại đất nước và phát triển kinh tế, nên công tác ngoại giao văn hóa ít được chú trọng như trước. Hệ lụy của nó là một bộ phận nhân dân thế giới, đặc biệt là giới trẻ, hiểu biết rất ít Việt Nam. Ông Trần Nhất Hoàng chia sẻ. Tiếp đến, Đại hội 13 của Đảng xác định, phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, xây dựng, phát huy yếu tố văn hóa để thực sự là đột phá phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế. Đây là lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội Đảng, Đảng ta đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa, từ chủ đề đại hội đến các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược. Năm 2007, khi giáo sư Joseph Nye, tác giả của học thuyết Sức mạnh mềm đến Việt Nam đã nhận định rằng những điểm làm nên sức hấp dẫn nhất của sức mạnh mềm Việt Nam hiện nay là tinh thần tự chủ, độc lập dân tộc, chính sách phát triển kinh tế và nền văn hóa. Trong đó, văn hóa của Việt Nam luôn hấp dẫn và có sức lôi cuốn các nước phương Tây. Phát triển toàn diện con người Việt Nam từng bước trở thành trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Các chỉ số phát triển con người Việt Nam đã có nhiều bước tiến so với khu vực và thế giới. Năm 2020, lần đầu tiên Việt Nam có tên trong số 52 nước có chỉ số phát triển con người cao. Khoảng 50 triệu người được xóa đói giảm nghèo, giúp Việt Nam cán đích mục tiêu thiên niên kỷ sớm hơn 10 năm so với cam kết với Liên Hợp Quốc. 27 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Theo các chuyên gia, động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa không phải tự dưng hay ngày một ngày hai có được, mà phải được nuôi dưỡng, giáo dục, vun đắp, chăm bón từng ngày. Từ những công việc nhỏ bé, bình thường, đến sự trải nghiệm, từng trải được hun đúc, trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Quý vị thân mến, thế giới chúng ta đang sống giống như biển cả mênh mông. Các quốc gia trong cộng đồng quốc tế là những con tàu đang vượt sóng, mà một động cơ quan trọng là văn hóa, yếu tố xác định bản sắc của con tàu. Trước đợt sóng toàn cầu hóa và hội nhập liên tục xô bờ, từ người thuyền trưởng cho tới thuyền viên thợ máy phải nhanh nhạy trong nhận thức, chuyển biến kịp thời về tư duy, nhất là tư duy văn hóa để chèo lái có hiệu quả hội nhập văn hóa mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc, đưa văn hóa Việt Nam tới gần hơn bạn bè quốc tế. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.